Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tiêm mũi 1 vaccine COVID-19 ngăn ngừa tử vong đến 96,6%. Người dân lo ngại tiêm vaccine mũi 2 muộn mất hiệu quả là có cơ sở. Xoa bóp vùng tiêm gây giảm hiệu quả vaccine. 6 thực phẩm giảm tác dụng phụ sau tiêm phòng COVID-19. Thưa quý vị, người mới tiêm một mũi vaccine COVID-19 đã có hiệu quả bảo vệ ngăn ngừa tử vong lên tới 96,6% và hiệu quả của tiêm 2 mũi là 97,5%. Với 58% dân số mới tiêm mũi 1 và 18% đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ở Ấn Độ, dữ liệu này cho thấy tỷ lệ lớn dân số có thể được bảo vệ chống lại nhiễm COVID-19 nặng và tử vong. Thông tin này được các nhà khoa học của Mỹ công bố mới đây. Và nghiên cứu tương tự cũng được đưa ra tại Ấn Độ. Quốc gia này đã thu thập dữ liệu trong suốt 4 tháng qua cho thấy rằng hiệu quả ngăn ngừa tử vong của vaccine COVID-19 sau khi tiêm một mũi là 96,6%. Kết quả còn cho thấy hiệu quả của vaccine trong việc ngăn ngừa tử vong càng được nâng cao sau khi mũi tiêm mũi 2 là 97,5%. Kết quả này một lần nữa khẳng định rằng vaccine cung cấp khả năng bảo vệ gần như là hoàn toàn chống lại COVID-19 nghiêm trọng và tử vong nữa. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy rằng con số này là 82%. Trước đây, vào tháng 7, các nhà nghiên cứu tại Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Anh Quốc cũng đã tiến hành một phân tích. Họ đã đánh giá tỷ lệ tiêm chủng và tỷ lệ tử vong trong số 11.700 nhân viên cảnh sát. Và kết quả cũng cho thấy hiệu quả ngăn ngừa tử vong của vaccine COVID-19 sau khi tiêm một mũi là 82%, trong khi những người đã tiêm đủ 2 mũi được bảo vệ lên tới là 95%. Và họ đã kết luận trên tạp chí Nghiên cứu Y khoa của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa cho rằng phân tích này đã cho thấy tiêm một mũi vaccine cũng đã có hiệu quả trong việc ngăn ngừa tử vong. Cần tăng tỷ lệ phủ vaccine COVID-19 bất kể loại vaccine nào để giảm tỷ lệ tử vong trong các đợt dịch COVID-19 hiện tại cũng như là trong tương lai. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Người dân lo ngại tiêm vaccine mũi 2 muộn sẽ mất hiệu quả là có cơ sở. Do tình trạng khan hiếm vaccine nên thời gian này, dư luận rất nhiều người thắc mắc rằng nếu đã đến thời hạn tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ 2 nhưng không kịp tiêm, vậy có cần phải tiêm lại từ đầu hoặc mũi 1 có mất tác dụng hay không? Mặc dù đây là câu hỏi được quan tâm, nhưng đến nay chưa có một kết quả nghiên cứu nào công bố thời gian tiêm muộn mũi 2 là bao nhiêu lâu sẽ làm mất tác dụng của mũi 1. Đúng theo khuyến cáo thì người dân nên tiêm vaccine liều 2 đúng thời hạn, tiêm càng sớm càng tốt. Ví dụ, khi đã tiêm mũi 1 vaccine của Moderna có thời hạn tiêm mũi 2 cách nhau khoảng 1 tháng. Nhưng nếu người tiêm không kịp tiêm thì vaccine vẫn có hiệu quả. Tuy nhiên nên tiêm càng sớm càng tốt. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hầu hết các vaccine ngừa COVID-19 đều tiêm 2 liều, khoảng cách giữa 2 liều theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Tuy nhiên, trong trường hợp thời gian tiêm chậm hơn so với quy định của Bộ Y tế, thì người tiêm cũng không cần phải tiêm lại từ đầu. Hiện việc tiêm mũi 2 chậm đang phổ biến với loại vaccine Moderna vì tính khan hiếm của loại vaccine này. Theo hướng dẫn của nhà sản xuất, người tiêm vaccine Moderna cần tiêm 2 liều cách nhau tối thiểu 28 ngày, liều thứ 2 không có chỉ định tiêm sớm hơn. Sau mũi 2, cơ thể mất khoảng 2 tuần để xây dựng khả năng miễn dịch đầy đủ. Sau khoảng thời gian đó, vaccine có hiệu lực bảo vệ khoảng 94%. 28 ngày là khoảng thời gian tối thiểu cần thiết để kích thích trí nhớ miễn dịch giữa hai lần tiêm vaccine Moderna và không có quy định về khoảng thời gian tối đa. Đánh giá trong thử nghiệm lâm sàng cấp phép của Moderna cho thấy, ngay cả khi chỉ tiêm một liều, thì hiệu lực bảo vệ chung của vaccine trong thời gian từ 1 tới 108 ngày đạt 80% và sau tối thiểu 14 ngày là 92,1%. Nghiên cứu vaccine Moderna trên thực tế cho thấy, sau tối thiểu 14 ngày tiêm một liều, hiệu quả chống bệnh COVID-19 có triệu chứng là 72% với biến thể Delta, 83% với biến thể Alpha, khả năng giảm nguy cơ nhập viện tử vong lên tới 96%. Do vậy, nếu mũi thứ 2 của vaccine Moderna được tiêm sau khoảng thời gian tối thiểu 28 ngày, thì chúng ta cũng đừng nên hoang mang lo lắng. Thời gian cách nhau của hai mũi vaccine Moderna có thể lên đến 6 đến 16 tuần, tùy nghiên cứu mà vẫn đạt được hiệu quả bảo vệ. Vì vậy, không cần tiêm vaccine lại từ đầu nếu tiêm vaccine mũi 2 trễ hơn khoảng thời gian tối thiểu được khuyến cáo. Xin chuyển sang thông tin tiếp theo. Xoa bóp vùng tiêm gây giảm hiệu quả vaccine. Theo trang tin Times of India, cảm giác đau nhức tại vết tiêm là một tác dụng phụ phổ biến. Tuy vậy, không nên xoa bóp khu vực này kể cả bạn có tiêm vaccine COVID-19 hay các loại vaccine khác. Việc chà sát, véo hoặc xoa bóp vết tiêm sau khi tiêm có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của vaccine. Vaccine được tiêm vào đường bên trong cơ, cơ nằm dưới mô dưới da. Xoa bóp có thể khiến thuốc chảy ngược lại vào mô dưới da. Các bác sĩ khuyến nghị nên tránh chà sát hoặc xoa bóp trong vài giờ sau khi tiêm
Nếu bạn thấy đau và cứng khớp, bạn có thể chườm đá, chườm ấm, tập thể dục nhẹ nhàng cho cánh tay để giảm đau. Bạn cũng có thể uống thuốc giảm đau, nhưng nên hạn chế và có chỉ dẫn của bác sĩ. Nếu quá nhạy cảm với các cơn đau, bạn nên chọn tiêm ở cánh tay không thuận của mình. Sau khi tiêm vaccine, cứng khớp quanh vết tiêm là một trong những tác dụng phổ biến. Tình trạng đau nhức và mẩn đỏ có thể kéo dài trong nhiều ngày và khiến chúng ta khó cử động cánh tay. Đây là cách cơ thể nhận biết vaccine lần đầu tiên. Cơ thể sẽ coi vết tiêm là một chấn thương nhẹ, nên gửi các tế bào miễn dịch đến cánh tay và làm giãn mạch máu. Các tế bào miễn dịch sẽ phản ứng và gây viêm. Cơ cũng có thể phản ứng với lượng chất lỏng vaccine được tiêm vào cánh tay và gây kích ứng. Ngoài đau nhức, một số người còn bị mẩn đỏ gần vết tiêm. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. 6 thực phẩm giảm tác dụng phụ sau khi tiêm phòng COVID-19. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho hay là mọi người có thể bổ sung một số thực phẩm vào chế độ ăn uống để giúp cơ thể bình phục nhanh hơn sau khi tiêm phòng COVID-19. Và sau đây là một số gợi ý từ chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng thuộc hệ thống bệnh viện tại Hoa Kỳ. Thứ nhất đó là nước lọc. Chuyên gia cho hay việc uống đủ nước trước và sau khi tiêm vaccine COVID-19 là vô cùng quan trọng. Một số tác dụng phụ như là nhức đầu, đau cơ, sốt xuất hiện là do cơ thể bị mất nước hoặc là sức khỏe kém. Do đó những người này cần chú ý đặc biệt đến vấn đề dinh dưỡng để cơ thể hồi phục nhanh hơn. Và thứ hai đó là nước dừa. Chuyên gia khuyên mọi người nên uống nước dừa sau khi tiêm phòng. Nước dừa giúp chúng ta kiểm soát huyết áp, đào thải các độc tố có hại ra khỏi cơ thể và kịp thời cung cấp nhiều chất dinh dưỡng như là vitamin C, phốt pho, canxi, magie và cũng như là kali, giúp tăng cường sức mạnh cho hệ miễn dịch. Và thứ ba đó là loại gia vị quen thuộc mang tên là củ nghệ. Đây là loại gia vị quen thuộc và dễ dàng kết hợp để tăng hương vị cho nhiều món ăn. Trong nghệ chứa nhiều curcumin là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong tự nhiên, giúp giảm thiểu các tình trạng viêm, thư giãn các cơ bị đau và chữa lành vết thương cho cơ thể. Và thứ tư đó là tỏi, cũng là một loại gia vị quen thuộc trong nhiều món ăn Việt Nam chúng ta hay sử dụng. Tỏi mang nhiều lợi ích cho sức khỏe và cũng giúp giảm huyết áp nữa. Ngoài ra trong tỏi còn chứa nhiều hợp chất tự nhiên giúp giữ cholesterol trong tầm kiểm soát. Và thứ năm là các loại rau xanh. Các loại rau lá xanh theo mùa rất tốt cho hệ miễn dịch bởi chúng vốn giàu chất xơ và chất chống oxy hóa. Ngoài ra trong rau xanh còn chứa nhiều vi chất dinh dưỡng như là vitamin A, vitamin C, vitamin B9, vitamin K hay là magie, giúp kháng viêm hiệu quả và tăng cường sức mạnh cho hệ miễn dịch. Và thực phẩm thứ 6 chính là những loại quả có múi. Trái cây có múi, đặc biệt là các loại quả họ cam, quýt như là chanh, cam, chanh dây, kiwi nên được đưa vào chế độ ăn uống sau khi tiêm vaccine COVID-19. Chúng chứa nhiều vitamin C, khoáng chất và chất xơ, hỗ trợ cho sức mạnh của hệ miễn dịch, giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.